Nói về tình trạng người dân nghèo khó khăn khi áp dụng sinh trắc học để thực hiện chuyển khoản trên 10 triệu đồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rõ, quyết định 2345 của ngân hàng về sinh trắc học là để làm sạch các tài khoản ngân hàng. Thông tin về kết quả thực hiện, ông cho biết tính đến hết ngày 5 tháng 7, các ngân hàng đã đối chiếu làm sạch khoảng 19 triệu tài khoản. Trước kia thì chúng ta có dùng chứng minh thư, dùng các cái thông tin khác chúng ta mở và rất nhiều cái giấy tờ mà kẻ gian lợi dụng giấy tờ giả cho thuê cho mượn, thì bây giờ chúng ta ngân hàng nhà nước phối hợp với Bộ Công an trong đề án 06 để làm sạch lại thông tin tài khoản. Đấy là cái bước đầu tiên. Đấy. Và cũng chưa làm hết được ngay đâu ạ, chỉ có giao dịch 10 triệu yêu cầu thì khách hàng làm thôi. Như thế sẽ không có hiện tượng nữa là sau khi làm sạch xong thì sẽ không còn cái giấy tờ giả để mở tài khoản, cũng không còn ai nói là giấy tờ của tôi để cầm đồ bị mở nữa. Đấy là cái điều đầu tiên. Điểm thứ hai ấy là sau khi có cái dữ liệu làm sạch Bộ Công an rồi ấy, thì chỉ khi thực hiện, tôi xin nhấn mạnh là chỉ khi thực hiện cái giao dịch trên 10 triệu thì với yêu cầu là kiểm tra sinh trắc học. Kiểm tra sinh trắc học này thì cái cách thức nó đơn giản thôi ạ. Nhiều báo hôm qua cũng đăng rồi là chúng ta so sánh khuôn mặt của người thực hiện giao dịch với cái khuôn mặt mà đã được kiểm tra đối chiếu với cơ sở dữ liệu của Bộ Công an. Nếu khớp đúng thì chúng ta cho thực hiện. Thế còn những cái giao dịch mà dưới 10 triệu, những cái giao dịch thanh toán cho hàng hóa thiết yếu, kể cả 100 triệu, mua vé máy bay, trả tiền điện các thứ thì không bị điều tiết. Để chúng ta thấy không có vướng mắc, cả thuế má là không bị điều tiết. Và cái giao dịch trên 10 triệu thì chúng tôi thống kê bình quân trong tháng 6 thì cái lượng giao dịch này là 8% số lượng giao dịch. Đấy, như thế để chúng ta, và bình quân một ngày thì có từ 1,8 triệu đến 2 triệu cái giao dịch này. Đấy là con số để tôi cũng xin nói. Thứ hai nữa là khi hỏi thì kết quả ra sao? Thì cũng thưa các anh chị là hiện nay chúng ta có khoảng trên 80% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng, tức là tương đương với khoảng 65 triệu người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng. Số lượng tài khoản thì ở đâu đó được khoảng tầm 180 triệu, tức là bình quân mỗi người Việt Nam có khoảng 3 tài khoản ở tại ngân hàng. Thế thì trong cái đợt vừa rồi, tính đến ngày 5 tháng 7 chiều hôm qua, thì các ngân hàng đã đối chiếu làm sạch với căn cước của Bộ Công an là được 19 triệu. Con số rất là lớn, tôi xin thưa là con số rất là lớn. Và chúng ta thấy là trong ngày đầu 1 tháng 7 thì báo chí cũng đăng rồi, có những trục trặc nhất định. Trục trặc này không phải trục trặc gì cả, mà trục trặc là do khi mà rất đông người vào thử các hệ thống. Đấy, thì chúng ta thấy. Và đến ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 thì hệ thống đã hoạt động bình thường. Và chúng tôi thống kê chính xác là 19 triệu. Và trong 19 triệu này thì có 10% là số người được ngân hàng hỗ trợ làm việc trực tiếp tại quầy. Tại sao lại phải có cái việc đó? Vì là thứ nhất là có những người thì không có căn cước công dân gắn chip, chỉ có căn cước chứng minh thư và căn cước công dân cũ thì không thể nào dùng các phương tiện điện tử để làm được. Thì chúng ta phải ra quầy. Thứ hai nữa là có những khách hàng thì không có điện thoại NFC thì chúng ta cũng đến và ngân hàng có thiết bị để giúp cho những người, những khách hàng này để đưa vào. Đấy. Thì như thế chúng ta thấy con số là 10%, con số là tại quầy và 19%. Số liệu thống kê của chúng tôi trong ngày hôm qua, tính đến hết ngày hôm qua, thì cái giao dịch ngày hôm qua là giao dịch đạt điểm đỉnh của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng là 26,3 triệu giao dịch, là lớn nhất, có thể là ngày cuối tháng âm lịch hoặc là cả ngày cuối tuần, 26,3 triệu giao dịch, cho thấy là ở đây chúng ta thông suốt, lớn nhất trong 10 ngày gần đây. Trước đó 9 ngày thì cái giao dịch lớn nhất là 23 triệu và ngày hôm qua là 26,3 triệu giao dịch. Trong đó thì 8,35% là giao dịch trên 10 triệu. Để chúng ta thấy là con số đó ngân hàng nhà nước cũng rất là lựa chọn chứ không phải là bắt tất cả mọi người làm. Và tương lai thì có thể là nếu làm tốt hết tất cả thì chúng ta có thể dịch xuống. Nhưng mà chúng ta làm có lựa chọn để chúng ta làm. Đấy là về số lượng. Thì có phóng viên hỏi về số lượng. Cái ý tiếp theo là khó khăn gì và hỗ trợ như thế nào, thì rõ ràng ở đây thì những cái khó khăn như thế thì chúng tôi có văn bản. Chúng tôi có hai cái văn bản hướng dẫn bổ sung cho các tình huống không có căn cước công dân gắn chip, chứng minh thư. Và gần đây nhất thì một ngân hàng cũng báo cáo hội nghị là rất là mừng, là gần đây nhất có lẽ là cái ngành đầu tiên làm được việc đó. Tức là ngân hàng Vietcombank vào chiều ngày 1 tháng 7 thì đã không cần phải điện, người khách hàng không cần phải điện thoại NFC nữa. Là kết nối liên thông giữa app to app từ VNEID vào cái app của Vietcombank luôn. Thông tin từ VNID truyền thẳng vào cho không cần phải xác thực đối chiếu, không cần căn cước công dân, không cần phải NFC điện thoại nữa. Để chúng ta thấy đây là một cái giải pháp rất là căn cơ
Và đây thì anh Sơn chắc là Thứ trưởng Bộ Giáo dục thì rất rõ cái câu chuyện đấy, và chúng ta mong ước cái câu chuyện đấy. Thế thì chúng ta làm, và lần này thì chúng ta sẽ làm quyết tâm câu chuyện này. Thế còn có câu hỏi về bảo mật thông tin, thì báo cáo anh chị thì luật tổ chức tín dụng cũng quy định về chuyện là trách nhiệm của ngân hàng trong bảo mật thông tin. Luật an ninh mạng, đặc biệt là nghị định 13 thì quy định về việc là bảo vệ về thông tin. Và khi mà chúng ngân hàng làm ấy thì cũng phải tuân thủ tất cả cái điều này. Và ngân hàng nhà nước thì có một cái thông tư quy định về đảm bảo an ninh, an toàn và sự hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin. Ví dụ chúng tôi quy định rất là cẩn thận. Ví dụ là phải có hệ thống dự phòng cách 20 km, hệ thống dự phòng phải được switch đi switch lại tối thiểu là một năm mấy lần và đảm bảo thời gian switch, tất cả những câu chuyện đấy để đảm bảo an ninh an toàn công nghệ thông tin thì chúng tôi tuân thủ các quy định, và luật tổ chức tín dụng mới thì cũng có những quy định này. Thế còn về bảo mật giao dịch thì cũng thưa các nhà báo là giao dịch trên 10 triệu như tôi nói là thêm một cái bước check sinh chắc học, kiểm tra sinh chắc học, còn tất cả các cái cũ đều như cũ, vẫn OTP, vẫn username password, chỉ có thêm chứ chúng ta không có phải là làm sinh chắc học thì nó mất an toàn thêm hay cái gì cả, mà chúng ta thêm một bước nữa để đảm bảo rằng cái gì. Ở đây thì có hai cái nội dung, thứ nhất là không chính chủ, bây giờ rất nhiều thì ông không dùng được nữa. Ví dụ như vừa rồi tôi có văn bản gửi Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân thành phố các tỉnh, như là Bộ Công an có khuyến cáo rằng là rất nhiều các đối tượng mà mở thuê các em học sinh mở xong rồi cho thuê cho mượn tài khoản thì chúng tôi cũng có, và với cái cách này thì rõ ràng là không phải tài khoản của anh thì không dùng được nữa. Ngày xưa rất là khổ khi mà làm như thế thì các em các bạn bảo khổ, cháu không biết, có khi giấy tờ cháu mất hoặc là cháu không biết, cháu không nhận thức được, cháu chuyển cho người này người kia, nhưng bây giờ thì các cháu có trách nhiệm ở đấy rồi và khi thực hiện giao dịch. Đấy là câu chuyện như thế. Và tôi xin nhấn mạnh lại đây là thêm một lớp bảo mật cho khi thực hiện giao dịch, còn tất cả mọi thứ là không có gì bớt cả. Đấy, như thế để chúng ta cũng yên tâm. Về khuyến cáo thì rõ ràng rằng ở đây ấy, thì với cái giải pháp này cũng có người hỏi tôi là có an toàn tuyệt đối không, thì tất cả các giải pháp không có gì là an toàn tuyệt đối cả. Chúng ta phải nói một câu chuyện như thế, chúng ta ra cái này thì tội phạm ra cái khác, và như thế thì chúng ta phải liên tục khuyến cáo. Chúng ta thấy không ạ, báo chí đăng tất cả thông tin trên báo chí thôi, có ứng dụng VNID thì lập tức là có người giả ứng dụng VNID, có ứng dụng của bảo hiểm thì lập tức có người giả ứng dụng bảo hiểm để cài đặt vào và chiếm quyền cái máy đó. Và khi chiếm quyền cái máy đó rồi thì người ta làm được tất cả, người ta vào nhà chúng ta rồi thì người ta phải lấy tất cả các thông tin ở trong đấy. Thì những câu chuyện đấy thì ngân hàng khuyến cáo, liên tục khuyến cáo trước những cái thủ đoạn mới. Và tôi cũng đề nghị là các cơ quan thì cùng với chúng tôi để phổ biến những cái khuyến cáo này. Cũng rất là mừng, trong một khảo sát ngày hôm qua thì thấy rằng là 94% người sử dụng ấy thì được biết những câu chuyện này thông qua các cái phương tiện truyền thông. Đấy, để chúng ta thấy là câu chuyện về cái thủ tục như thế, về khuyến cáo. Và liên tục, vì sao có thủ đoạn mới thì chúng ta phải khuyến cáo. Có thủ đoạn mới thì chúng ta phải đưa ra những cái phương pháp mới. Và chúng ta cũng không thể chần chừ được những câu chuyện như thế. Thế còn trong thời gian tới thì chúng ta sẽ làm cái gì? Thì cũng thưa các phóng viên ấy, thì nhiệm vụ của cả ngành chúng tôi đầu tiên là phải có hai cái nhiệm vụ cao cả, đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Thứ hai nữa, bảo đảm an ninh, an toàn, hoạt động liên tục của các hệ thống công nghệ thông tin. Bây giờ hoạt động ngân hàng là trên 95% là giao dịch được thực hiện trên kênh số rồi. Cho nên chúng tôi cũng lo hơn tất cả mọi người. Bên cạnh cái thông tin khách hàng này thôi thì trong dữ liệu ấy thì còn có số dư của các anh chị về số tiết kiệm, về số dư tiền gửi nữa. Mà bây giờ mà mất an ninh an toàn, sổ tiết kiệm 1 triệu mà thành cái khác thì không biết cái gì cả. Cho nên là chúng tôi cũng đặt cái vấn đề an ninh an toàn hoạt động liên tục là vấn đề cốt lõi của hệ thống ngân hàng. Và như thế để chúng ta thấy là đầu tư rất nhiều để làm các câu chuyện này. Và đây là một trong những cái giải pháp để đảm bảo an ninh an toàn hoạt động hệ thống và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Thế còn ngân hàng nhà nước thì cũng đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng ghi nhận tất cả những cái khó khăn vướng mắc của người dùng và có giải pháp để xử lý. Và đặc biệt là gì? Đặc biệt là liên tục, có lẽ là ngày mai chúng tôi cũng sẽ liên tục phải nâng cấp cái ứng dụng về mobile banking để làm sao? Để làm sao để chúng ta có thể ứng phó, đối phó với những cái thủ đoạn mới. Tại vì người ta liên tục có thủ đoạn mới thì chúng ta cũng phải liên tục để cập nhật các cái câu chuyện này để đảm bảo an ninh an toàn hệ thống. Đấy, và tôi cũng xin cam kết là như thế này, là có vướng mắc mà gửi đến thì chắc chắn là các hệ thống ngân hàng của chúng tôi sẽ xử lý. Vì sao ạ? Vì không xử lý thì họ mất khách hàng, chứ không có chuyện là tổ chức tín dụng không xử lý. Và trong nhiều ngày qua thì các tổ chức tín dụng đã làm
cả đêm để chúng ta hỗ trợ cái câu chuyện này. Đấy. Và nhưng mà theo phản ánh của hôm qua tôi nhớ là có một báo đăng ấy, thì hình như nếu không nhầm là báo Tiền Phong có đăng thì ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 thì cái người đến cái các chi nhánh ngân hàng để làm sinh chắc học đã giảm dần rồi và không còn hiện tượng ách tắc nữa, mỗi chi nhánh cũng còn có ít người thôi chứ không còn nhiều nữa. Đấy thì đấy là cái câu chuyện liên quan đến sinh chắc học. Và tôi cũng xin nói là không có câu chuyện là yêu cầu là 180 triệu người phải làm, cũng không có câu chuyện nào mà chỉ có vấn đề là cái giao dịch trên 10 triệu thôi. Và cái giao dịch của chúng ta trên 10 triệu chúng ta cũng có 8% thôi. Chúng ta sẽ làm có lộ trình, chúng ta làm dần dần và làm đến đâu thì chắc đến đó, với mục tiêu cao cả duy nhất là bảo đảm quyền và lợi ích của khách hàng. Thì tôi xin cung cấp một số thông tin như thế.